Hello, hello, chào mừng các anh em thiện lành đã cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Các bạn ơi, màu áo chú bộ đội mới trông là màu xanh, như là màu xanh trên cành trộn với màu xanh rêu đá. Trời ơi, hồi nhỏ các bạn ơi, tôi hả cứ gặp được chú bộ đội là lại reo lên đầy thích thú và quý chú bộ đội lắm lắm luôn á ngang. Với mục đích vô cùng thiêng liêng và cao cả là phụng sự cho tổ quốc, vì nhân dân, vì đất nước, các thanh niên ưu tú nhất sẽ được tuyển chọn làm bộ đội Việt Nam mà. Và các bạn có biết không, cũng có vô số những điều thú vị và hay ho về chú bộ đội mà không phải ai cũng biết đâu nha. Và để làm được bộ đội cần có những tiêu chí gì, tuyển chọn như thế nào đây? Để trả lời cho những câu hỏi này thì cùng giới hòa vô cực tôi khám phá ngay và luôn 7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về chú bộ đội Việt Nam các bạn nhá. Yo. Thứ nhất, tiêu chí tuyển chọn. Tất nhiên rồi các bạn ơi, không phải ai cũng có thể làm được bộ đội đâu nha. Như tôi vừa nói đó, chỉ có những thanh niên ưu tú và đạt tiêu chuẩn thì mới được giữ trọng trách cao cả này thôi. Để tuyển quân nhập ngũ thì bao gồm 4 tiêu chí: tuổi đời, tiêu chuẩn đạo đức, chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe và tiêu chuẩn học vấn. Đấy, anh em nếu như chưa có giấy báo gọi thì checklist thử xem mình đã đáp ứng đủ được yêu cầu chưa nha. Đây, về tuổi đời thì phải đủ 18 cho đến hết 25 tuổi. Về tiêu chuẩn sức khỏe thì các thanh niên phải đáp ứng được 4 điều kiện: có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Quan trọng là phải có sức khỏe để phục vụ tại ngũ. Một điều nữa là trình độ văn hóa phải từ lớp 8 trở lên. Những công dân nào bị tật khúc xạ về mắt như là cận thị, viễn thị, điều này là hiển nhiên rồi, bởi vì mắt có thể nhìn thấy được mục tiêu được đâu mà bắn, đúng không nhờ? Phẩm chất đạo đức thì cũng phải tốt và tất nhiên chưa ra tù vào tội bao giờ nha. Có rất là nhiều thanh niên còn thắc mắc vậy nè, đi học đại học thì có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không ta? Tôi xin tuyên bố luôn là có các bạn nhá, vì độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25 mà. Cứ cho là các bạn học đại học đến 4 năm đi ha, đi thì cùng lắm cũng chỉ tới 22 tuổi thôi. Đấy, nếu đang học mà bị gọi đi thì có thể xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đến hết năm 27 tuổi luôn nha, không thoát được đâu. Thứ hai, kinh hoàng đằng sau buổi khám nghĩa vụ. Nếu đã đủ tiêu chí rồi thì các thanh niên cứng sẽ phải vượt qua được 2 vòng khám sức khỏe, được cho là cực kỳ khó đỡ luôn đấy. Vòng khám sơ tuyển thường được thực hiện ở trạm y tế cấp xã, và thực ra là cũng chỉ là đo chiều cao, cân nặng, số đo vòng ngực, kiểm tra thị lực, khám tim mạch, da liễu và khám cả răng các thứ thôi. Về cơ bản thì ở vòng này nếu ai bị dị tật về ngoại hình, có bệnh về thị lực chẳng hạn, da liễu chẳng hạn, răng miệng nặng lắm thì mới bị cho out, còn không thì vẫn được lọt vào vòng cuối cùng. Rồi, đến vòng này là các thanh niên bắt đầu cảm thấy hả một chút rén nhẹ rồi nha, bởi vì các thím sẽ phải nuốt 100% nha quý vị. Vâng, không sót một thứ gì nha. Có địa phương á thì có một bác sĩ, nhưng cũng có địa phương có cả y tá nữa cơ. Kinh hoàng nhất là các anh em sẽ phải gặp người lại tự kéo cái mông mình ra để mà cho các bác sĩ kiểm tra có bệnh trĩ gì hay không. Sau đó thì các bác sẽ kiểm tra tiếp xem là có bị giang mai, dị tật các thứ hay không. Nói chung, kể rõ chi tiết ra thì tôi cũng ngại lắm các bạn ơi. Các thanh niên nào mà đã trải qua buổi khám kinh hoàng này rồi thì thử chia sẻ coi nào. Thứ ba, sức mạnh siêu phàm của các chú bộ đội. Nếu như bạn nào hay theo dõi chương trình Sao Nhập Ngũ hay là Chúng Tôi Là Chiến Sĩ thì chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi, hầu hết những người lính đều sở hữu khả năng cực kỳ phi thường mà người bình thường cũng không thể nào có được. Khác với những siêu anh hùng trong các bộ phim Marvel hay là của DC nha, khả năng của bộ đội Cụ Hồ là do những ngày tháng rèn luyện sờn gai bền chí tạo thành đấy các bạn. Các chiến sĩ mình đồng da sát thường xuyên luyện tập với cường độ cao, đặc biệt là những anh bộ đội đặc công sở hữu những tuyệt kỹ và chiêu thức cực kỳ là tinh hoa. Đầu tiên phải kể đến cái khả năng ẩn thân chi thuật, cải trang vô cùng thần sâu đã làm nên thương hiệu của bộ đội Việt Nam luôn. Video này sẽ khiến cho các bạn thấy rõ điều đó. Ủa, đấy các bạn thấy chưa? Thế này thì mới đánh thắng được mọi kẻ thù chứ. Đúng là quân đội nhân dân Việt Nam mãi đỉnh các bạn ha. Đây là một màn trình diễn vận khí công dùng yết hầu để mà bẻ cong được cái thanh sát, y như đang diễn xiếc luôn các bạn, quá nguy hiểm. Rồi, người lính này thậm chí còn có thể dùng cổ để mà quấn thanh sắt thành nhiều vòng nữa cơ. Hay là các anh lính bước chân trần trên thủy tinh cũng không phải là điều khó khăn. Thậm chí là nhảy qua vòng lửa hay là đang cháy rừng rực luôn, quả là mãn nhãn các bạn ha. Các bạn thân mến, bên cạnh đó là những đặc sản chỉ có người lính thôi nè, đập gạch nè, công phá gạch nè, vân vân may may. Nói chung, tôi là tôi thấy các siêu anh hùng Marvel cũng phải gọi người lính Việt Nam bằng cụ luôn đó chứ. Thứ tư, những quy định cần phải tuân thủ.
Xem sao nhập ngũ thì anh em cũng đã biết tổng rồi đấy. Môi trường quân đội cực kỳ nghiêm túc và nghiêm khắc, quy củ. Không phải là tự do rồi muốn ăn gì ăn, rồi muốn chơi gì chơi đâu nha. Mà phải tuân thủ rất là nhiều những quy tắc nè. Đầu tiên, phải nhắc đến các chế độ trong ngày. Khá là mệt luôn đấy. Nếu như những ai có thói quen ngủ nướng đậm sâu đến 12 giờ trưa mới dậy thì nên thay đổi dần dần đi là vừa nha mấy anh chị ơi. Bởi vì trong quân đội thường dậy rất là sớm, 5 giờ 15 đã dậy tập thể dục, vệ sinh, gấp chăn màn rồi. Bạn phải thao tác cực kỳ nhanh, bật dậy ngay khi có tiếng chuông nếu không muốn bị phạt. Cũng chẳng ai chấp nhận lý do đau bụng, đau mông gì đâu nghe. Gấp chăn, gấp màn cũng phải vuông góc tuyệt đối, sạch đẹp, không sẽ bị phạt luôn. Đến 6 giờ sáng sẽ xếp hàng ăn cơm, xong lại về sắp xếp, chỉnh sửa nội vụ các thứ. 6 giờ 20 là đi học, 11 giờ 30 là hết giờ, về đơn vị ăn cơm. Các công việc buổi chiều cũng tương tự luôn nha các bạn, chủ yếu là tập luyện, học tập, cắt cỏ, lấy phân, tử rau, v.v. Đến tối thì là thời gian sinh hoạt nè, 21 giờ 30 lên giường ngủ nghỉ. Đấy, một chế độ và quy định cực kỳ healthy và balance luôn nha. Tất nhiên là các bạn cũng phải tuân thủ cực kỳ nghiêm khắc về giờ giấc. Nếu như ai mà ở trong quân đội chắc chắn cũng sẽ cảm thấy ám ảnh với những tiếng chuông réo lên từng hồi lắm ngang. Các bạn ơi, trong quân đội nha cũng không hề được phép đụng đến rượu bia, cờ bạc, hút thuốc. Còn về điện thoại thì cũng không hẳn là bị cấm đâu các bạn, mà phải hạn chế sử dụng hết mức có thể. Còn tùy thuộc vào các doanh trại, đơn vị hay là quân đội mà sẽ hạn chế được việc dùng điện thoại để tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và đảm bảo bí mật thuộc phạm vi quân đội. Quân nhân thì vẫn có thể liên lạc được với người thân, gọi điện về cho gia đình nhé. Đặc biệt là có khá nhiều thanh niên vì không thể chịu được cái môi trường khắc nghiệt, rèn giũa trong quân đội mà có hành vi đào ngũ, trốn khỏi đơn vị công tác. Cẩn thận nha, vì đây chính là hành vi vi phạm pháp luật đấy, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự luôn đó nha. Nói chung là đã vào trong quân đội thì các bạn nên tu chí rèn luyện bản thân đi. Tốt nhất đừng có bao giờ phạm lỗi hay có cái tư tưởng chạy trốn, vừa toan lại vừa mang tiếng ra nữa. Nếu như mắc phải những lỗi trên thì điều gì đang đợi cái chú bộ đội của chúng ta đây? Xem tiếp nhé. Thứ năm, những hình phạt bá đạo trên từng hạt gạo. Phạm lỗi thì bị phạt là đúng rồi, kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Các chàng tân binh mới nhập ngũ mắc lỗi là chuyện bình thường. Cũng từ đây mà có vô số những hình phạt dở khóc dở cười, thậm chí là hết sức phi lý và hài hước nữa cơ. Trong quân đội, quân trang ngăn nắp là điều hiển nhiên, chăn gối nó phải vuông thành sắc cạnh chuẩn không cần chỉnh. Thế nhưng mà nếu không làm được ok luôn, cả tiểu đội cùng khiêng ván cho đồng đội gấp chăn bao giờ vuông thì thôi. Này thì cái tội ngủ nướng nha, ngủ trễ quen thói phải không? Đồng đội mỗi người cầm góc màn giữa trời nắng cho anh ngủ nha. Cái tội hút thuốc lá trong doanh trại quân đội đây, tân binh nhà ta vừa phải ngậm bó thuốc chục điếu, vừa phải chống đẩy 1, 2, 1, 2, sướng chưa? Trời ơi, có người còn kể nha, hút thuốc mà bị phát hiện là phải đào cái hố vuông cao đến 1m, rộng 1m, chôn cái tóp thuốc xuống nha. Rồi cứ như thế đào đi đào lại sương sương khoảng 50 lần. Lỡ vặt chuối à, đã phải đứng khoanh tay xin lỗi cây chuối đúng 1000 lần nghe chưa? Xin lỗi đồng chí chuối. Tương tự mà bật quạt, bật điện không tắt sẽ phải nói xin lỗi đồng chí quạt cả buổi luôn. Hay nè, có câu chuyện hài chảy ra nước mắt không các bạn? Có anh kia đang làm nhiệm vụ nha, ấy thế mà thấy gái đi qua cái hú một cái. Rồi đấy, thiếu hơi gái mà ha. Chỉ huy thấy vậy, phạt anh chàng giữa trưa nắng leo lên cây. Ai đi ngang qua cũng phải hú, nhỏ nồi chưa? Thanh niên nào mà tưới rau không đẫm nước sẽ bị bắt lấy cái chai nước ngọt múc từ ao lên tưới cho đẫm luôn. Sáng dậy mà lao động quét sân không sạch thì cả trung đội phải khiêng từng cái lá ra đổ vào hố rác đấy. Trong quân đội kể ra cũng vui lắm anh em ạ. Ở nhà ăn sung mặc sướng quen rồi, không biết vác cái bao gạo là cái gì. Vào trong quân ngũ hả, bảo sao mà các anh thanh niên chững chạc hơn bao nhiêu. Một phần cũng là nhờ vào những cái hình phạt bá đạo trên từ hạt gạo này đấy. Luật lệ sẽ tạo nên nhân cách mà thôi. Sướng hay khổ cũng tùy thuộc vào cái thái độ chấp hành kỷ luật, nội quy của đơn vị. Thế thôi. Mặc dù các bạn ơi, sống trong môi trường nghiêm khắc nhưng không có nghĩa là mấy chú bộ đội khô khan nhạt nhẽo đâu nha. Tâm hồn của người lính cũng tự do bay bổng lắm đấy. Vô. Thứ sáu, các chiến sĩ yêu đời. Quân đội thực ra cũng không khô khan như các bạn tưởng đâu nhé. Nếu như đã xem chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ thì chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi đó. Các anh lính lúc nào cũng vui tươi, yêu đời, lại còn đầy tài năng nữa chứ. Người thì biết làm ảo thuật nè, người biết nhảy, thậm chí sáng tác nhạc, làm ca sĩ nữa cơ. Ở đây có bạn nào là fan cứng của ba chú bộ đội không nhờ? Một ban nhạc cực đỉnh đã làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn với những bài hát triệu view như là Làm Người Yêu Anh Nhé Baby, Đếm Ngày Xa Em, Giá Như Anh Lặng Im, Quả Nhiên
viên, cây nhà lá vườn, hay quá trời quá đất luôn. Được biết nha, ba chú bộ đội có tên là Nông Đức Mạnh, Vư Mỹ Tuấn, Cao Trung Nguyên. Đấy, giây phút các chú mặc màu áo xanh, vừa đàn vừa hát, phút giây mộc mạc đậm chất người lính đã đốn tim cư dân mạng rồi. Thành viên điển trai nhất là anh Vư Mỹ Tuấn đã lấy vợ, khiến nhiều fan nữ phải tiếc hụi hụi luôn các bạn. Ngoài những giây phút luyện tập vất vả như vậy thì đời sống tinh thần của những người lính luôn được nâng cao. Môi trường quân đội thực sự là tuyệt vời. Thứ bảy, nữ giới được tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong cái thời đại ngày nay thì nam nữ bình đẳng mà, nữ giới cũng có thể tham gia nghĩa vụ quân sự, phục vụ cho tổ quốc đấy các bạn ạ. Nhập ngũ đối với nam giới là bắt buộc, còn đối với phụ nữ là tự do, tự nguyện nghe. Chỉ cần các chị em muốn thì sẽ được nhập ngũ thôi. Còn riêng cái trường hợp tham gia phục vụ trong ngạch dự bị thì phải có ngành nghề chuyên môn phù hợp nha. Tiêu chuẩn thì cũng phải đảm bảo cái yếu tố là tuổi đời, sức khỏe, văn hóa, chính trị như tôi đã nói ở trên đấy các bạn. Các bạn ơi, mong rằng 7 bí ẩn ly kỳ và thú vị trên đây đã giúp cho các bạn hiểu hơn về người lính. Tiếp theo nha, chuyên mục khán giả hỏi quả vô cực trả lời nè. Cùng tôi đọc qua những comment hay nhất trong video chứ. Khóc thét với 7 tai nạn kinh hoàng và hy hữu nhất gây tranh cãi khắp internet nha. Bạn Phan Văn Huỳnh chia sẻ: mong anh Hòa làm video trái đất càng ngày càng to đi ạ. Ok, chủ đề lạ nghe mọi người, để tôi xem nha. Nhớ chờ đón những video tiếp theo nha. Bạn Minh Nguyệt Lã comment: tai nạn hy hữu cực kỳ hiếm luôn á anh Hòa. Em chỉ gặp một lần trong đời thôi. Những tai nạn này thực sự quá là nguy hiểm luôn đúng không nè. Bạn Hồ Hải đã bình luận: cái giọng anh nhà em thích lắm, ai cũng coi từ trẻ tới già. Ô là trời, cảm ơn em rất là nhiều nghe. Bạn Hải chắc là anh tên Hải đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều nha. Nhớ tiếp tục theo dõi anh nhiều vô nghe. Cảm ơn em. Các bạn thân mến, đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá sẽ được tạm dừng. Các bạn thấy bí ẩn nào về người lính là thú vị nhé, hãy comment cho Nghiện Khám Phá được biết nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhé. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị sau nha. Bye.